Đến hiện nay thì em có thể tập luyện bình thường với đội và hoàn toàn bình phục rồi ạ. Thật ra cái băng này thì nó cũng chỉ là bổ trợ cho an toàn hơn thôi, còn đâu cái vấn đề chấn thương của em thì cũng đã hồi phục 100% rồi ạ. Có thể nói việc Đình Trọng đã khỏe mạnh và sẵn sàng ra sân đá chính là tin vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Kể từ sau chiến tích giành vị trí Á quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Đình Trọng luôn được xem là một trong những trung vệ đáng tin tưởng nhất của bóng đá Việt Nam. Từ đó, cầu thủ sinh năm 1997 được huấn luyện viên người Hàn Quốc cho đá chính và là một trong những nhân tố quan trọng giúp cho đội tuyển quốc gia đoạt chiếc vô địch Đông Nam Á 2018. Tuy nhiên, chấn thương sau một pha vấp cỏ trong chuyến làm khách của Hà Nội tại sân Pleiku của Hoàng Gia Lai ở V-League 2019 đã khiến cho Đình Trọng gặp rất nhiều khó khăn. Từ sau khi lên bàn mổ vì đứt dây chằng đầu gối vào giữa năm 2019, trung vệ 24 tuổi chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh tái phát chấn thương ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan và chật vật mãi cho đến bây giờ. Sau hơn 2 năm không được ra sân thi đấu nhiều, phong độ của Đình Trọng bị ảnh hưởng xấu. Thậm chí trong những đợt tập trung đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ hai ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và vòng loại thứ ba gần đây, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chính điều này đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo nảy sinh tâm lý lo ngại và ít sử dụng cầu thủ này. Lần gần nhất anh ra sân cho đội tuyển Việt Nam là trận thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út ngày 3 tháng 9. Đình Trọng không có thể hình cao lớn nhưng anh được đánh giá cao ở khả năng thành cướp bóng bổng và cắt bóng trong chân đối thủ. Anh mang đến sự an tâm lớn với khả năng đọc tình huống, can thiệp kịp thời trong những pha bóng quyết định. Bên cạnh đó, trung vệ 24 tuổi cũng có khả năng đeo bám đầy khôn ngoan. Người hâm mộ không ít lần thấy Đình Trọng chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp với các đối thủ cao lớn hơn anh. Trước trận gặp Nhật Bản, Đình Trọng được kỳ vọng sẽ trở lại suôn sẻ trong áo đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng liệu có được ra sân hay không là dấu hỏi lớn, khi lâu nay ông Park vẫn tin dùng bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, việc trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội hoàn toàn khỏe mạnh và ở trong tư thế sẵn sàng được xem là dấu hiệu tích cực cho ông Park, cho đội tuyển và cho người hâm mộ. Sự cá nhân em cũng như toàn đội thì cũng đang rất là háo hức và sẵn sàng cho trận đấu sắp tới, dẫu biết là Nhật Bản là một đối thủ rất là mạnh nhưng mà cả đội cũng đã chuẩn bị tinh thần và chiến thuật đầy đủ để có thể chơi một trận đấu sòng phẳng với Nhật Bản. Tất cả mọi người cũng đã biết Nhật Bản toàn bộ là rất nhiều cầu thủ thi đấu châu Âu thì cũng có rất những nhiều cầu thủ nổi tiếng cũng như là tiềm ẩn sự nguy hiểm, thì đặc biệt cũng có những cái chân sút như Minamino, thì em nghĩ là toàn bộ đội tuyển Nhật Bản thì ai cũng là đem đến một mối nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.